thế như vậy là chúng ta tiếp tục nào. Hôm nay chúng ta sẽ xem hai động từ. Trước hết chúng ta có động từ ballet. Ballet là đau. Đấy, đau như là đau, đau không phải là ốm, nói như kiểu người miền Nam là ốm đâu, mà đau này có cái gì đó đau, ví dụ đau tay, đau chân, đau mắt, đau đầu, ví dụ vậy đấy. Thế và cũng có một cái động từ thứ hai nữa cũng đúng như thế luôn. Cũng là ballet thì lại có nghĩa là ốm. Nhưng ốm này thì là ốm, ốm ví dụ như là bị sốt ốm chứ không phải là ốm ốm gầy như người miền Nam nói đấy, tạc quật. Đó, thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ trước hết xem động từ ballet trước này và xem động từ ốm ballet sau này. Đó. Chúng ta có động từ ballet là đau. Thì thông thường người ta sẽ chỉ sử dụng với các ngôi chia on ana ano và ani. Là on ana ano ani đó là cái gì đấy? Đó là ngôi thứ ba. Tức là không phải là ia, không phải là tươi. Đó. Trong trường hợp động từ này là ballet là đau. Cái gì đó đau thì không nói là ia đau và tươi đau mà chỉ có thể nói là on ana ano ani đau thôi. Đấy. Thế nào gọi là on ana ano? Có nghĩa là cái gì, danh từ gì nó thuộc giống đực hoặc giống cái hoặc giống chung, số ít hoặc là danh từ số nhiều. Đó. Thế vậy cái gì có thể đau được nào? Đầu có thể đau, glava là đầu đau. Gorilla là họng đau. Chỗ này chúng ta thầy sẽ nói bằng tiếng Việt. Như vậy ý nghĩa của từ để cho em hiểu và muốn nhớ được thì em phải viết ra sổ từ nhé. Đó. Zut là cái răng nó đau. Nose là cái mũi nó đau. Ukhơ là cái tai nó đau. Tserse là cái trái tim đau. Jelu đập là dạ dày đau. Zhuvot thì là bụng đau. Bụng thì nó là khái niệm, nó gọi là trừu tượng, bởi vì bụng thì là cái vùng bụng thôi. Thế còn thực chất bụng nó là cái gì thì không có. Đúng không? Nó bên trong nó là dạ dày. Thế cho nên là ví dụ trong tiếng Anh chẳng hạn thì người ta nói đau bụng có nghĩa là đau dạ dày với kiểu thế đấy. Đó. Naga là cái chân nó đau, ruka là cái tay nó đau, đúng không? Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta nói này. Em nói theo thầy nào. Glava. Glava. Glava balit đấy. Gorla. Đã. Gorla. Zup. Zup. Nos. Nos. Ukha. Ukha. Serse. Serse. Желудок. Желудок. Живот. Живот. Нога. Нога. Рука. Рука. Đấy, рука. Trọng âm gì vậy? Đấy. Những cái này là số ít này. Số ít. Глава là ăn nà. Горло là ăn nổ. Đấy chứ nào? Đấy. Зуб thì là ôn. Đấy chứ? Đó, ôn ăn nà ăn nổ. Đấy có đủ rồi. Đấy. Bây giờ nói xem cái gì ballet. Ballet là ai nhỉ thì mới ballet được. Tức là phải là số nhiều. Đấy. Giúp bươi là gì? Là nhiều cái răng đau. Giúp bươi. Đấy chưa nào? Đấy. Pochki là hai cái quả thận nó đau. Lyoki là hai cái lá phổi nó đau. Glaza là hai con mắt đau. Glaza là số nhiều đấy. Đấy. Koski là xương nó đau. Tất cả các xương trong người nó đều đau. Sustavui là các khớp nó bị đau. Khớp chân, khớp tay, khớp gối. Đấy. Đó. Ushi là cả hai cái tay nó đau. Ruki là cả hai cái tay nó đau. Bán sư là những ngón tay nó đau, những ngón tay chơi đàn piano nhiều thì nó đau các ngón tay, đúng không nào? Hoặc là chơi đàn guitar nhiều nó đau các ngón tay. Bán sư đấy, chúng ta đọc nào. Giúp bì. Giúp bì. Pochki. Pochki. Lyoki. Lyoki. Glaza. Glaza. Kosti. Kosti. Sustavui. Sustavui. Ushi. Ushi. Ruki. Ruki. Pansi. Pansi. Đấy. Lyokie là cái gì vậy? Lyokie. Lyokie là phổi. Đấy. Lyokie là phổi. Giống chữ dễ vậy. Đúng rồi, nó chính là cái tính từ dễ. Lyokie. Lyokie. Mà phổi của chúng ta là toàn là không khí cho nên nó gọi là lyokie. Lyokie. Đấy. Lyoki đó. Lyoki là nó là số nhiều bởi vì nó có hai lá phổi ở hai bên. Nghe chưa? Đấy. Cho nên gọi là Lyoki. Đấy. Lyoki bởi vì nó nhẹ phổi nó nhẹ mà. Nó có liên quan đến là như vậy đấy. Đó. Pochki. Pochki đó là hai quả thận. Một quả thận là pochka. Pochka. Đấy. Đúng chưa nào? Ukha. Ukha là một cái tai. Một cái tai là số nhiều, một cái tai là giống chung số ít. Nếu mà nhiều cái tai thì nó không gọi là ukha mà là ushi. Ushi, như thế nào đấy? Đó, danh từ ukha chuyển sang số nhiều chuyển thành ushi. Ushi, đấy.
À, nhiều người không biết chuyển đổi cái ô này thành a thì nó có từ ukha. Ukha trong tiếng Nga đó là món cháo cá. Đấy. Món cháo cá thì là ukha, ukha. Đấy. À, ví dụ các em đi picnic thì các em hay người ta hay câu cá xong bắt đầu là mổ nó ra rửa qua loa xong bắt đầu ném cả con vào trong cái nồi bắt đầu đổ gạo vào thế là nấu đấy thì gọi là thành món cháo cá. Rất là hổ lốn mà có tí muối thôi. Đấy, thế mà người ta ăn được đấy, người ta ăn thấy nó quen. À, còn người Việt chúng ta phải cho tí mì chính, cho tí rau thơm các loại lúc đó chúng ta mới ăn được đấy. Tắc bột. À, tắc bột. Đó là món u khà, trọng âm gì vậy? U kha, u kha. Thế còn u khở thì là một cái tai. U khở, nhiều cái tai u xỉ thế nào? Đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là số nhiều. Số nhiều thì nó sẽ là ba lẻ. Ba lẻ. Ba Số ít lẻ thì nó là ba lít. ba Ba lít. lít Đấy. À thế vậy hóa ra là gì, động từ ba lít này của chúng ta khi với nghĩa là đau thì nó chỉ ở chia ở hai ngôi hoặc là ba lít hoặc là ba lẻ. Được chưa? Đấy. Đúng chưa nào? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. À tôi bị đau cái gì thì phải dùng cấu trúc u mi nhà. U mi nhà ba lít u khơ. Đấy, tôi bị đau tai. U mi nhà ba lít rư vô, tôi bị đau bụng. U mi nhà ba lít xia xẻ. Đấy. À bác sĩ hỏi, "Что у вас болит?" Em bị đau cái gì? "Что у вас болит?" Đấy. "У меня болит голова." À đấy. À, em bị đau đầu, tôi bị đau đầu. "У меня температура." À, "У вас есть температура?" À, chị có bị sốt không? Температура là nhiệt độ. Nếu mà có nhiệt độ thì gọi là bị sốt. Đấy, tiếng Việt chúng ta gọi là bị sốt, người Nga gọi là có nhiệt độ. "У вас есть температура?" Đấy. À trả lời, "Вчера была высокая температура." Ngày hôm qua thì có nhiệt độ cao. "Высокая температура." À сегодня нет температуры. Đứng sau нет thì phải dùng ư, a thành ư. "Сегодня нет температуры." À đúng không nào? Đấy, đây là một trong những ý nghĩa của cách 2 là đứng sau những từ nhét thì danh từ phải ở cách 2. Nhét chia vô, nhét температуры. A chuyển thành ư. Đấy. Вы принимаете лекарства? À, anh chị có uống thuốc không đấy? Вы принимаете лекарства? Trả lời, у меня нет лекарства. Không, tôi làm gì có thuốc? У меня нет лекарства. У меня нет лекарства. У меня есть только витамины. Tôi chỉ có gì? Tôi chỉ có vitamin thôi. У меня есть только витамины. À đấy. Сейчас выпишу вам рецепт. À, bây giờ tôi sẽ viết cái đơn thuốc cho anh chị. Выпишу. Chúng ta dùng động từ выписать. Выписать. Động từ писать chúng ta biết rồi. Động từ писать là viết. Я пишу. Ты пишешь. Он пишет. Мы пишем. Вы пишете. Они пишут. Nếu ai không nhớ thì phải lấy tờ giấy xong nghe lại lời thầy đọc xong viết ra tờ giấy. Đấy. À, thế động từ vui pì sạt thì có thêm cái gì đây? Thêm tiếp động ngữ ở đằng trước. Tiếp động ngữ này là tiếp động ngữ vui. Vui là gì? Là viết ra. Tôi sẽ viết ra. À, viết ra là viết ra giấy. Сейчас выпишу вам рецепт. Bây giờ tôi sẽ viết cái đơn thuốc cho anh chị. Đấy. И вы пойдете в аптеку. Và anh chị sẽ đi đến hiệu thuốc. Пойдете в аптеку. И вы пойдете в аптеку. Зачем? За лекарствами. Để mua thuốc. Để mua thuốc. За лекарствами. Chúng ta có từ лекарства. Danh từ giống chung. Лекарство. Лекарство. Đứng sau нhét thì phải là O thành A. Нет лекарства. Danh từ đấy. Лекарство. Вы принимаете лекарство? Принимаете лекарство? Đứng sau động từ принимать là uống thuốc. Động từ принимать là tiếp nhận, đón nhận. Anh chị có đón nhận thuốc không? Đón nhận thuốc dịch là gì? Là uống thuốc không? Đấy, tạp vật đấy. À đó, lekarstvo đây là danh từ giống chung ở cách 4. Mà cách 4 chúng ta biết rằng cách 4 danh từ giống được giống chung số nhiều không thay đổi. Cho nên là lekarstvo vẫn là lekarstvo. Sang cách 2 đứng sau nhét thì thành lekarstva. Thế và đứng ở cách 5 thì ra Likasvami. À đi đi đến hiệu thuốc để làm gì?
để mua thuốc. Để mua thuốc nó chỉ mục đích của cái việc đi đến hiệu thuốc thì dùng ở cách năm với giấy từ gia Jalika Swami đấy. À với pa dùa che vấp che ku Jalika Swami ku đá vi dùa che và ý đồ Jalika Swami. Cậu đi đâu đấy? Tớ đi mua thuốc. À, đi để mua thuốc thì chúng ta dùng giấy từ gia ở cách năm Jalika Swami. Chúng ta có từ praduk, từ là thực phẩm. Em đi đâu đấy? Em đi mua thực phẩm. Và ý đồ và magazine ra praduk tami có đuôi ami đặt vào đấy. Đuôi ami là đuôi đặc trưng của cách năm. Em là người có trí nhớ tốt thì mình mới dám nói như vậy, còn các bạn học khác thì không dám nói như thế, nói người ta quên đấy. Хорошо, спасибо. À, thì cảm ơn đấy. Вот вам рецепт. Đấy. À, đơn thuốc của bạn đây. Купите лекарство. Hãy mua thuốc đi. Đấy. Купите là động từ купить. Купите лекарство. Лекарство là số nhiều ở cách 4. Số nhiều không thay đổi. Принимайте их по назначению. Hãy uống thuốc theo chỉ định. По назначению. Theo chỉ định, tiếng Việt gọi là theo chỉ định, thì tiếng Nga po naznachenie nhiêu. Po là giấy từ cách mấy? Đây là giấy từ ở cách 3, cho nên đuôi ie chuyển thành đuôi iu. Ipsio bu yết khá và mọi việc sẽ tốt đẹp. Đấy, tạc vật. Khá vừa rồi mình đã giải thích cho bạn nghe về cái phần này rồi. Bây giờ bạn thử đọc từ trên xuống dưới nào. Xem có từ nào không đọc được này. Umiya balit ukha. У меня болит ухо, живот, Живот. сердце. А что у вас болит? У меня болит голова. Голова. У вас есть температура? Температура. Да. Температура. А Да. вчера была высокая температура. А сегодня нет температуры. Вы принимаете лекарства? У меня нет лекарства. У меня есть. У меня нет Нет лекарства, да. лекарства. У меня есть только витамины. Сейчас Только, да, только, только витамины. Только. Только, À, chúng ta rộng khóe miệng ra và để cái đầu lưỡi giữa hàm răng cửa trên và dưới nói li 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 la 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 li to li to li to li cả to li cả đã to li cả vitamin đấy. À, lúc nào mà dỗi ở nhà ấy, luyện nói cái chữ li 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 la 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 la, nói chữ la la la. À, thè cái đầu lưỡi ra chạm vào chạm vào chân răng của hàm trên nhé, chân răng cửa của hàm trên, nói la 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 tôi cả tôi cả tôi cả la 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 li 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 la 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 đấy, đó là âm L mềm đấy. Tôi cả vitamin ấy, хорошо. Сейчас выпишу. Сейчас Выпишу. Выпишу вам рецепт. Вас рецепт, И вы и вы пойдете пойдете а в аптеку аптеку я лекарство за лекарствами, возьму. да. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Вот Вот вам вам рецепт. рецепт. Купите. Купите лекарства, принимайте их По назначению. по назначению, И и все все будет будет хорошо. Хорошо. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ ba liệt nhưng với nghĩa là bị ốm. À, nếu như động từ ba lít ba liệt với nghĩa là bị đau thì chỉ chia ở hai ngôi ba lít và ba liệt, ngôi ôn và ôn ăn ná và ngôi a nhỉ. Thế còn động từ ba ba liệt của chúng ta mà với nghĩa là ốm thì nó sẽ chia đầy đủ các ngôi, bởi vì ai có thể ốm được. Ya ba liu từ ba liyes on ba liyet mười ba liyem vui ba liyet a nhỉ ba liyut. Động từ này nó cũng có hai nghĩa, thực chất ra là có hai động từ. Động từ ba liết với nghĩa là ốm và động từ ba liết với nghĩa là ủng hộ ai đó. À, ủng hộ, ví dụ như là ủng hộ cho đội bóng của Việt Nam. Mười ba liếm ra ra ca vô ra ca man đủ
Đấy, chúng tôi là gì? Ba lem, tức là chúng tôi là chúng ta có thể hiểu, tạm hiểu rằng là gì nào? Chúng tôi đau ốm vì một cái đội tuyển nào đó. Đấy, à, đó. Cái nghĩa của nó là gì? Là chúng tôi ủng hộ cho cái đội tuyển nào đó. Đấy. À đó, thế vậy thì người ta cũng có thể dùng cái động từ ba liết với nghĩa là ủng hộ. Thì lúc đó nó sẽ dùng với cái giới từ ra ở cách 4. À thế mà hiện tượng đó thì chúng ta sẽ nói đến sau. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ học là với cái nghĩa là ốm. À ốm là cái gì? Đó là thể trạng cơ thể của chúng ta là không bình thường, tức là gì, bị tồi tệ đi đấy, à, bị kém đi, suy sụp đi, à, suy giảm đi so với cái trạng thái cơ thể bình thường. Thì cái việc ốm đó à nó là à, nó chỉ là cái thể trạng cơ thể nói chung. Thế còn ốm vì cái gì đó thì người ta sẽ hỏi hỏi là bạn bị đau cái gì em nhỉ. Đấy đó, ví dụ chúng ta sẽ có đoạn đối thoại này. Privet chik Anton, xin chào Anton, từ plo khơ với glades, chồng cậu tồi tệ thế. Ya plo khơ sibya chustvuyu, tớ cảm thấy trong người không khỏe. Plo khơ sibya, sibya chustvuyu. Đấy, à từ balayage, cậu bị ốm à? Что тебе болит? Cậu bị đau cái gì? У меня живот болит. À, tớ bị đau bụng. И часто хожу в туалет. Và tớ hay bị đi ngoài. À, hay bị đi đi vào nhà vệ sinh. Đấy, có nghĩa là ý nói là bị đi ngoài. Đấy. Ở chỉ về panos. À, panos. À, chúng ta có từ panos. Panos đó là cái hiện tượng đi đi ngoài. Đấy, là hiện tượng tiêu chảy. Đấy. Да, вроде так. À, đúng rồi, hình như là thế. Что ты ел вчера? Hôm qua cậu ăn cái gì? Chúng ta có động từ ел. Ел. Что ты ел вчера? Hôm qua cậu ăn cái gì đấy? Вчера у меня были гости. À, hôm qua nhà tôi có khách. У меня были гости. Нhà tôi có khách. Мы пили много водки и пива. À, chúng tớ uống nhiều rượu trắng và bia. Ồ đã. Alcagone napitki. Tức là gì? Đồ uống có cồn. Vrednyi là có hại. Для живота, có hại đối với dạ dày đấy. À, có hại đối với bụng. À, đây là người ta nói là живота. À, đấy. À, но что-то вы ели нехорошее. Nhưng mà các bạn ăn cái gì đó không tốt đấy. No что-то вы ели. Ели là à, các bạn ăn. Нехорошее. Нехорошее. Các bạn ăn cái gì đó không tốt. И живот болит. Và bụng bị đau. Да, наверное, pizza была старая. À, có lẽ là cái bánh pizza nó bị cũ. Она была в холодильнике 3 дня. Nó nằm ở trong tủ lạnh 3 ngày rồi. И мы были голодные. Và chúng tôi đói quá. И мы ее съели. Và chúng tôi ăn hết nó. Наверное, из-за нее. Có lẽ là vì nó. У меня болит живот. Có lẽ là vì nó mà tôi bị đau bụng đấy. À thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái bài đối thoại mà nó khá là rộng đúng không nào đấy, và nó khá nhiều những cái khái niệm mới, cho nên là ở đây chúng ta cần phải nghe đi nghe lại vài lần để chúng ta có thể là hiểu được đấy. Thế vậy thì khái niệm ốm của chúng ta, đó là khái niệm nói về thể trạng cơ thể. Thế còn ốm cái gì, ốm bệnh gì thì lúc đó là bác sĩ sẽ xem và sẽ kê cho chúng ta đơn thuốc đấy, à, đó, và sẽ chẩn đoán bệnh cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đây có một cái động từ mà chúng ta cần phải biết, đó là động từ choose và vạch. Choose và vạch, à choose và vạch. Mình sẽ dùng một cái màu khác để cho nó khác với cái động từ này của em đấy. À, chúng ta có động từ choose và vạch và tag choose và vạch. Choose và vạch. À đó. Chu đấy, à đó, ở đây chúng ta xem cái chữ in ra đâu rồi, nó nằm ở đâu, dưới tận dưới này đấy, đó mình sẽ cho nó lên. À, ta cột Thầy, em có câu hỏi là đó, hai cái từ valid với thầy, ba liệt đây, hai cái nghĩa khác nhau thì quá khứ nó có khác nhau không thầy? à nó chia giống nhau đấy, ba liệu. À, ba lẻ à, thông thường ví dụ như là à, chúng ta nói là à, khi mà chúng ta nói dư vột ba lẻ chỉ ráo bình nhờ dư vột ba lẻ đấy, à, thì chúng ta thấy rằng là gì, đã nói đến cái ba à, gù ngôi thứ ba tức là dư vột thì nó có nghĩa là nó bụng nó đau, bụng nó không thể ốm được, có phải không nào? Thế còn khi chúng ta nói ya ba lẻ là thì chúng ta sẽ dịch là gì, là tôi bị ốm, có phải không nào? Đấy đấy, à đó, đồng ý chưa? Thế còn nếu ốm ốm ba lẻ, anh ấy bị ốm. Ôn ba liều thì có thể hiểu, ví dụ như là chúng ta phải xem cái mối tương quan với cái câu ở đằng trước đó là chỉ người hay là chỉ
cái danh từ chỉ bất động vật đấy, đó thì chúng ta sẽ dịch được. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái động từ choose và vật đấy. Ở đây có âm vờ vô vật đấy, đó có âm vờ, mà âm vờ này sẽ không không được đọc, chúng ta có thể bỏ qua nó đấy. Choose và vật đấy, đó đó có âm vờ này. Thế và ở đây trọng âm của nó rơi vào âm u đấy. Choose rồi đấy, đó chúng ta sẽ cho cái trọng âm của nó là màu khác đi, đó đó. Thế vậy thì cái động từ nó chia như thế nào? Đây là dạng động từ, chúng ta đã biết là đây là dạng động từ có gì nào, có đuôi ovat như thế nào đấy. Nếu mà dạng động từ có đuôi ovat thì chúng ta sẽ phải bỏ cả o cả vat đi, có phải không đấy, nhớ chưa đấy, lý thuyết của người ta như vậy đấy, đó. Thế và bỏ cả o cả vat đi, chúng ta chỉ còn cái gốc là choose, choose đấy. Thế và chúng ta thỏa thuận với nhau là gì, chúng ta sẽ thêm u vào, sau đó chúng ta chia ở dạng thông thường đấy, đó. Chúng ta sẽ thêm u vào đây đấy, đó. Chúng ta thêm u vào và u chúng ta sẽ cho chữ màu đen nhé, đó. Thế và chúng ta có định dạng là gì, ya chustvuyu đấy, vật tạc vật, đồng ý chưa nào? Tới chustvuyes, tới chustvuyes đấy, đó. Tới chustvuyes on chustvuyet đấy. Mới chustvuyem là với chustvuyet và anhí chustvuyut đấy. Đó, thế vì ở đây chúng ta là cảm thấy, cảm thấy cái gì, chút thấy, cảm thấy cái gì, ví dụ chúng ta cảm thấy nỗi buồn đấy, đó. Thì chúng ta nói chút sờ và tasku, thì chúng ta dùng bổ ngữ trực tiếp luôn. Nhưng mà ở trong câu này của chúng ta, khi mà chúng ta muốn nói là cảm thấy mình thì người ta sẽ sử dụng cái từ mình si bẻ, si bẻ có nghĩa là mình đấy, cảm thấy mình, cảm thấy mình không được khỏe, ví dụ vậy đấy. Đó thì người ta sẽ dùng cái từ si bẻ, si bẻ. Đúng không nào? Đấy, đấy, đó, si bẻ. Cảm thấy mình, cảm thấy mình làm sao? Cảm thấy mình không khỏe. Chú sơ vật si bẻ, ya chú sơ vật si bẻ, tì chú sơ vật si bẻ, on chú sơ vật si bẻ, mì chú sơ vật em si bẻ, vì chú sơ vật chi si bẻ, và anh ấy chú sơ vật si bẻ. Đấy, đó. Thế vậy thì chúng ta nói là gì? Các vui chú sơ vật chi si bẻ, bạn cảm thấy trong người thế nào? Các vui chú sơ vật si bẻ. Trong câu của chúng ta nói я плохо себя чувствую, tớ cảm thấy trong người không khỏe, đấy, đồng ý chưa? Thế vậy thì cái động từ чувствовать có nghĩa là cảm thấy mình làm sao? Я чувствую себя прекрасно, tớ cảm thấy trong người rất khỏe mạnh, прекрасно. Я чувствую себя хорошо, đấy. Thế buổi sáng này, ví dụ như là chúng ta nhăn nhó mặt mày thì là gì? Người thân của chúng ta mới hỏi как ты себя чувствуешь? Các từ chủ sử себя, em cảm thấy trong người thế nào đấy? Chúng ta trả lời я чувствую себя плохо, em cảm thấy trong người không được khỏe đấy. Rất tạp vật. Thế là khỏe thế nào hay như thế nào thì người ta có thể а что случилось, thế bị làm sao vậy, что случилось đấy. Chúng ta có thể có câu hỏi что случилось, là em bị làm sao, что случилось, что случилось, là em bị làm sao đấy. Đó thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ giải thích đấy. Ví dụ như là thông thường phụ nữ thì người ta chỉ giải thích là nó bị nhà rượu uống ba lít, em bị đau bụng, thế thôi đấy. Thế là người ta đã hiểu là em bị làm sao rồi đấy, uống nhà rượu uống ba lít đấy, đó. Thế có nghĩa là chúng ta giải thích là gì, em bị đau bụng đó. Thế còn nếu mà cụ thể hơn, như là у меня болит голова, у меня болит горло, thì cái đó nó lại liên quan đến động từ đứng đằng mà chúng ta học trước đó đấy. Đó là đau cái gì, đúng không nào? Chúng ta có thể giải thích từ người bị đau họng, đau đầu, đau tai, đau chân, đau tay, vân 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 đấy. Đó, хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong động từ болеть với nghĩa là ốm và với nghĩa là đau, đúng không nào? Thế thì trong cái phần hội thoại này em đọc xem nếu như có cái gì mà em không hiểu đấy, thì em sẽ hỏi lại thầy nhé, đúng chưa đấy. Đó, ở trong này chúng ta nhìn thấy có động từ сели, thấy chưa, сели, như là đây này đấy, từ сели, сели như là đấy. Thế và động từ đây chúng ta là ели, ели là động từ ели là ăn, và сели đó là gì, đó là động từ ăn mà thêm cái tiếp động ngữ s và dấu mềm, sờ và dấu cứng đấy, có nghĩa là ăn hết,
Sì có nghĩa là động từ thể hoàn thành, nó chỉ là đó là hết khái niệm về thể của động từ chưa hoàn thành, mà hoàn thành thì chúng ta chưa học, cho nên là chúng ta sẽ nói đến nó sau. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy đây có định dạng là thể hoàn thành, nó chỉ rằng là cái việc đó đã kết thúc đấy, là ăn hết cái gì đó mất tạc đấy. À thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham khảo xong hai động từ bà liệt và ốm, và bà liệt là đau đấy, хорошо đấy. À tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một tí chút nữa với cái khái niệm là chúng ta cũng là ba liệt, nhưng mà chúng ta sử dụng với nghĩa là ủng hộ cho ai đấy. Vẫn là cái động từ ba liệt này của chúng ta, và nó vẫn chia đúng như thế này đấy. Và đó chúng ta sẽ chia đúng như thế này. Thế nhưng mà chỉ có điều là gì, nó không phải là ốm nữa mà nó là ủng hộ cho ai đó đấy. Đó đó. Thế vì vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái khái niệm là ốm đi, khái niệm này là ốm là không đúng đấy. Đó thế là ba liệt đây là chúng ta với nghĩa là ủng hộ cho ai đấy. Đã ủng hộ cho ai, đã ủng hộ cho ai đó. Ủng hộ cho ai thì rất thường sử dụng với cái nghĩa là trong bóng đá đấy. Chúng ta sẽ có câu hỏi ra cả vô tí ba liệt. Giá cả vô tới ba lê cậu ủng hộ cho ai đấy. Giá cả cú yếu cả man đủ. Giá cả cú cả man đủ là ủng hộ cho đội bóng nào. Giá cả cú cả man đủ tới ba lê. Chúng ta có từ Kamanda. Kamanda là đội bóng. Komanda đấy. Kamanda. Kamanda. Sang cách 4. Zakakuyu kamandu tui baleyesh. Đấy. Chúng ta trả lời. Ya baleyu za Việt Nam. Ya za baleyu za Việt Nam. Tôi ủng hộ cho đội Việt Nam. Ya baleyu za ra xíu, tôi ủng hộ cho nước Nga, cho đội bóng của nước Nga. Ya baleyu ra xíu đấy. Chúng ta có thể nói như vậy đấy. Vậy thì cái khái niệm ủng hộ cho ai chúng ta chỉ cần hiểu như thế thôi, và chúng ta sử dụng với giấy từ na ra ở cách 4. Đó là phần nửa đầu của bài học ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang phần bài học mới của chúng ta. Trong phần bài học mới này chúng ta sẽ bắt đầu bằng. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.